Hôm nay là một tây tháng 6 năm 2023. Thì kính thưa quý mạnh thường quân, hôm nay Phương Linh Mỹ Tho xin đại diện quý mạnh thường quân, em Phượng Hoàng, em Phượng Hoàng đi xa đó, để Linh đến đại diện em Phượng Hoàng ha, đến đây để trao yêu thương cho cái hoàn cảnh này. Chú này là chú Tuyền, chú sống chung với bà mẹ kế ở xã Mỹ Phước Tây. Đây căn nhà Mỹ Phước Tây. Đây là chú Tuyền, còn đây là mẹ sao của chú Tuyền. Bà ơi, bịch gạo con đâu rồi? Bà ơi, hôm nay con xin đại diện mạnh thường quân là em Phượng Hoàng ha, gửi bà 10 kg gạo với lại 200.000. Linh cảm ơn Phượng Hoàng rất là nhiều. Đây là hoàn cảnh này á, là chú này chú bị tâm thần. Chú sống với đây là bà mẹ kế của chú. Bà cũng cô mang chú cũng mấy chục năm rồi. Đây căn nhà của bà. Nhà này là nhà của chú ở đây. Này ở xã Mỹ Phước Tây, Tiền Giang. Nền đất nè, thấy thương quá. Đây là hoàn cảnh này Linh trở lại cũng hai lần. Giường, cái giường này sập rồi sao không bỏ ra bà? Sập rồi đó. Cũng cảm ơn em Chính ở địa phương này đã gieo duyên để Linh và Lê cũng biết tới hoàn cảnh này. Rồi cảm ơn nhiều lắm. Sáng giờ ăn gì chưa? Bữa nay bà cho chú ăn gì? Ăn sáng bánh canh, buổi trưa cơm, chiều cơm vậy đó. Dạ. Rồi thôi con bye bye bà nha. Dạ. Đây là hoàn cảnh thứ 8 rồi á Phượng Hoàng. Rồi bye bye cưng. Cái cầu nhỏ xíu. Từ từ nha Lê. Lắc mọi cái xuống đất. Ở nhà này có đi.